Hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái bo máy giặt sang vô, tình trạng của nó là không khởi động được ha. Mình sẽ cầm nguồn vào nha, mình mở nguồn lên ha, nội số 1 này. Nhưng mình không có bấm được cái phím nào khác ha, nếu mình kết nối power vào thì nó sẽ không có báo lỗi ha. Đó. Nó chỉ vậy thôi, bây giờ mình tiến hành là sửa ha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái phần led hiển thị ha. Hiện tại cái led hiển thị này mình thấy nó có vấn đề, nó cứ giật chớp chớp. Nói chung nó không có được sáng như bình thường. Giờ mình sẽ hút cái led này ra. Cho nó miếng nhựa ha. Xong thì mình sẽ sửa mấy cái chân lại ha, chân nào mà còn dính chì á, chì thì mình sẽ tách nó ra cho nó ra hết, để mình rút cái này lên, nó cái mặt nó đi theo luôn. Đó, giờ mình sửa chân cho nó ok ha. Rồi giờ mình sẽ rút này lên. Lên luôn các bạn ha. Bây giờ mình sẽ kiếm cái khác giống như cái này mình thay vô.